Rất vui gặp lại em, gặp lại các em trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiếp cái phần chương trình vật lý online. Đó là chúng ta sẽ học tiếp bài số 12, lực đàn hồi của lò xo và định lực hút. Thì mấy em thấy tưởng tượng trong trường hợp nào là đã mấy em đã gặp được cái lực hút này rồi, hay là cái lực đàn hồi, thì mấy em có thể là suy nghĩ lại trong mình coi học ở những chương trình nào hồi năm cấp 2 của mình thì sẽ gặp những cái trường hợp đó. Chẳng hạn như trường hợp 1 là mấy em sẽ thấy là một người bắn cung, khi người ta một dương cái cung ra và sau đó người ta buông tay thì cái mũi tên nó sẽ bay. Là trong trường hợp này mình thấy là khi người ta kéo cung thì khi đó là cái cung nó sẽ bị cong, tức là cái cung sẽ bị biến dạng trong trường hợp này, và nhờ cái biến dạng này nó sẽ gây ra cái lực tác dụng vào cái mũi tên, làm cho mũi tên bay trong trường hợp này. Thì cái lực trong để làm biến dạng của một vật nào đó người ta gọi là lực đàn hồi. Ở đây là đối với cung thì ở đây mình gọi là lực đàn hồi của cái cung. Trường hợp 2 mấy em cũng thường thấy đó là trong những cái phòng tập thể hình hay là trong tập, thì mấy em thấy là gì đây, khi mình tác động vào quả bóng thì làm cho quả bóng bị biến dạng. Rồi khi đó là gì đây, và khi đó sao gì, nó nâng người lên ngược lại, tức là gì đây, trong trường hợp này là lực của mình tác dụng làm cho quả bóng bị biến dạng, và khi mình buông người ra thì quả bóng sẽ quay ngược trở lại vị trí tròn trịa ban đầu của nó, đúng không? Cho nên là trong trường hợp này cái lực này người ta cũng gọi là gì, lực đàn hồi của quả bóng, tức là cái lực mà nó có thể là gì, mình đã làm cho nó biến dạng rồi mà nó có thể quay phục hồi lại lực, rút phục hồi lại cái hình dạng ban đầu của nó thì gọi là lực đàn hồi. Cho nên trong một cái trường hợp rất là đơn giản nữa mà mấy em cũng thường gặp đó là đối với cái lò xo. Một cái lò xo khi mình treo vật vào, đúng không, thì lò xo nó sẽ giãn ra trong trường hợp này, và khi mình lấy vật ra thì lò xo nó sẽ quay ngược lại trở về vị trí ban đầu của nó. Đó là những cái lực này, là những cái lực mà làm cho vật trở về vị trí ban đầu khi mà nó bị biến dạng, thì cái lực đó người ta gọi là lực đàn hồi đó. Cho nên là mấy em sẽ thấy ba cái ví dụ vừa rồi thầy đã đưa ra cho ta biết được đâu là lực đàn hồi. Thì trong hôm nay chúng ta sẽ học một cái lực đàn hồi, lực đàn hồi cơ bản nhất, đó là của lò xo chứ không phải là của cái quả bóng hay là của cái mũi tên hay cái cung gì đó nhân dân, mà ta học của lò xo trong trường hợp đặc biệt ha. Rồi bây giờ mấy em sẽ quan sát trên màn hình thì ta sẽ thấy là tôi có một cái lò xo, nếu như tôi kéo hai đầu thì trong trường hợp này lò xo sẽ giãn ra. Thì trong trường hợp này mình sẽ thấy rằng khi mình kéo hai đầu thì cái tay của mình cũng cảm giác là nặng, đáng lẽ mình kéo ra thì thôi đúng không, cảm giác là nặng, tức là điều đó chứng tỏ là tại hai cái đầu lò xo hai bên này nó đã gì đây, đã có một cái lực nào đó nó ghi lại ra ta lại, thì cái lực ghi lại này người ta gọi là lực đàn hồi đó. Mấy em sẽ thấy là nó sẽ ngược chiều lực kéo của ta trong trường hợp này. Như vậy là mình thấy là khi lò xo kéo ra, kéo giãn ra thì cái lực đàn hồi nó sẽ hướng vào bên trong, tức là nó có xu hướng là kéo cái lò xo trở về vị trí ban đầu đó. Cho nên lực này người ta gọi là lực đàn hồi, nén vào trong. Rồi trong trường hợp nếu mà tôi dùng lực ngoài, tôi nén vật lại thì có thể là trong trường hợp mấy em sẽ cảm giác là cái tay của mình sẽ nặng, nó muốn đẩy tay mình ra, đúng không? Cho nên trong trường hợp này lực đàn hồi của ta sẽ hướng ra ngoài trong trường hợp này đó. Vậy là mình có hai trường hợp, lực đàn hồi nén vào trong và lực đàn hồi hướng ra ngoài. Này, khi ta kéo giãn hoặc là ta nén lò xo, thì cho nên là mình sẽ thấy một điều tổng quát trong trường hợp này là lực đàn hồi luôn luôn ngược cái phương hay ngược chiều với cái lực kéo của ta. Nếu ta nén vào trong thì nó sẽ hướng ra ngoài, và nếu như ta kéo ra ngoài thì nó sẽ hướng vào bên trong. Đó là lực này là lực đàn hồi. Như vậy nó sẽ tuân theo cái sự co giãn của lò xo. Nếu như mà ta kéo quá mạnh thì lò xo nó sẽ bị hư luôn. Thì trong đó khi đó người ta sẽ gọi là người ta sẽ gọi là vượt quá cái giới hạn đàn hồi. Khi đó lò xo nó sẽ bị hư. Cho nên để cho đúng cái bản chất của lực đàn hồi thì mình phải kéo cho nó không được cái vượt quá cái giới hạn đàn hồi này trong trường hợp đó. Từ cái khái niệm đó cho nên là định lực ông Hút, ông đã đưa ra được một cái thí nghiệm và sau đó rút ra được cái định lực là như thế này. Định lực Hút nói lên là lực đàn hồi nó tỷ lệ với độ biến dạng của lò xo, và cái độ biến dạng tỷ lệ cái hệ số tỷ lệ này gọi là K, và cái tên gọi của nó là độ cứng của lò xo. Cho nên độ cứng của lò xo này nó sẽ phụ thuộc vào bản chất của lò xo, tức là những cái lò xo như thế nào thì quy định cái K như thế đấy, hoặc là những cái lò xo được quy định bởi những cái chất gì thì cái K này nó sẽ tuân theo những cái quy định đó. Và delta L nó là độ biến dạng của lò xo. Delta L là độ biến dạng của lò xo, tức là độ biến dạng này có thể là nén
hoặc là có thể giãn. Vậy trong trường hợp này, tại sao ta thấy công thức định lực hút lại có tuyệt đối? Là cái độ nén thì khi đó là giá trị của nó sẽ âm, và giãn thì độ nén, cái giãn ra thì cái delta L nó sẽ dương. Cho nên là trong trường hợp này mình có delta L của mình sẽ bằng là L, tức là khi mà lò xo đã giãn ra, trừ cho L0. L0 là chiều dài ban đầu của lò xo. Như vậy thì ở đây mình sẽ nói thêm một phần, đó là delta L bằng L trừ L0. Đó. Nếu như mà cái L bị nén lại, tức là chiều dài của lò xo sẽ ngắn hơn với chiều dài ban đầu, thì khi đó cái delta L của mình sẽ âm. Còn nếu mà khi mình giãn ra thì cái chiều dài lò xo sẽ tăng lên và nó lớn hơn chiều dài ban đầu, khi đó là cái delta L sẽ dương. Cho nên là giá trị độ giãn, độ biến giãn của lò xo có thể âm cũng được, hoặc có thể gì dương, tùy theo trường hợp của nó. Rồi F đàn hồi là gọi là lực đàn hồi. Lực thì luôn luôn đơn vị của nó sẽ là Newton ha. Sau khi thầy đã nói xong cái phần mà tóm tắt lý thuyết thì chúng ta sẽ qua cái phần bài tập. Thì một số bài tập ứng dụng trong bài tập này nó sẽ liên quan mật thiết đến chương trình lớp 12 của mấy em. Cho nên trong bài này mấy em phải nắm cho kỹ cái định lực hút để ta áp dụng được đầy đủ những công thức và kết hợp với định lực 2 Newton để ta giải những bài toán đàng hoàng cụ thể nhất. Rồi ta sẽ qua bài tập áp dụng.